Thưa quý vị, cùng với học sinh cả nước, sáng mai ngày 5 tháng 9, học sinh Đà Nẵng sẽ chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Đến nay, công tác chuẩn bị của các trường học đã hoàn tất, sẵn sàng cho một năm học với nhiều khí thế mới. Mùa hè này, các trường học trên địa bàn thành phố đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thực hiện dọn dẹp, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón chào năm học mới. Toàn ngành tiếp tục triển khai đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Hiện tại là nhà trường đã có đủ 19 phòng học lý thuyết và 9 phòng học bộ môn. Tất cả đều được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư trong hai gói nông thôn mới. Các phòng học bộ môn thì nhà trường cũng đã xây dựng cải tạo, đồng thời là cũng đã đổi tên theo từng cái phòng học bộ môn theo cái tên gọi của cái chương trình phổ thông 2018. Năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ tiếp tục được triển khai ở các khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Tuy còn một số khó khăn, nhất là việc bổ sung giáo viên cho các môn học mới, nhưng các trường học đã chủ động hợp đồng giáo viên để đảm bảo đủ giáo viên cho hoạt động dạy học. Sở và Ủy ban Nhân dân các quận huyện đang rà soát lại số lượng chỉ tiêu, số lượng người làm việc và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học tại các trường học trực thuộc, tổng hợp xây dựng kế hoạch và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt để tổ chức tuyển dụng. Hiện nay là trường tiểu học số 1 Hòa Nhân là đang thiếu 8 giáo viên. Tuy nhiên thì nhà trường cũng linh động là hợp đồng được 8 giáo viên để chuẩn bị cho cái việc giảng dạy cho năm học 2022-2023. Đối với chương trình 2018 của chúng tôi thì đối với khối lớp 10, tất cả các cái tổ hợp về các môn mà lựa chọn thì cũng có ưu thế hơn so với các trường trên địa bàn là có bộ môn âm nhạc và mỹ thuật. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức sắp xếp lớp học. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh không thể đến trường để dự lễ khai giảng trực tiếp. Việc học trực tuyến kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập. Vì lẽ đó, lễ khai giảng vào ngày mai được xem là ngày vui lớn của toàn ngành, đánh dấu một năm học mới bình thường sau đại dịch. Chắc chắn là sau 2 năm chưa được tổ chức khai giảng trực tiếp, thì năm học này chắc chắn là nó học rất là nhiều khí thế. Thầy cô giáo và em rất là phấn khởi. Những ngày qua, ngành giáo dục thành phố đã khẩn trương đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 được học 2 buổi một ngày, huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ bản cho các em trước khi bước vào năm học mới. Tất cả đã sẵn sàng cho một năm học mới 2022-2023 với nhiều niềm vui, thắng lợi mới.